Joshua nhận đề nghị khổng lồ cho trận thống nhất đai với Wilder hoặc Fury. Anthony Joshua được sự hậu thuận rất lớn từ đối tác cho trận siêu đại chiến với người thắng trong màn tài đấu giữa Tyson Fury và Dany Wilder. Chiến thắng trước Andy Ruiz tại Duras Arena hồi tháng 12 năm ngoái giúp Anthony Joshua đòi lại 4 đai vô địch hạng nặng. Hiện nay, tay đấm người anh chỉ còn thiếu mỗi đai WBC đang nắm giữ bởi Dany Wilder. Trong chia sẻ trên Sky Sports, ông bầu Eddie Hearn cho hay. Joshua đang nhắm tới trận thống nhất đai hạng nặng, với đối thủ là tay đấm giành chiến thắng ở màn tài đấu giữa Wilder và Tyson Fury, diễn ra vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Chúng tôi phải nỗ lực và biến trận đấu tới thành hiện thực. Hiện tại trận chiến mà Joshua muốn là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Wilder và Fury. Chúng tôi từng đàm phán trước đó, song cả hai đều từ chối khoản chia lợi nhuận 60-40. Giờ đây thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi đề nghị là 50-50, bởi nếu không trận đại chiến sẽ không bao giờ xảy ra, ông Bầu của Joshua cho biết. Bên cạnh đó, ông chủ của Medroom Boxing cũng xác nhận, bất kỳ trận đại chiến nào cũng có thể diễn ra ở Ả Rập Xê Út, khi nơi này trở thành nơi tổ chức thành công trận tài đấu giữa Joshua và Ruiz hồi năm ngoái. Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị khổng lồ cho trận tư hùng này lửa tại Ả Rập Xê Út, Chúng tôi có mối quan hệ với đối tác ở đó. Họ đã bỏ tiền ra tổ chức trận đấu giữa Joshua và Ruiz. Mọi thứ họ hứa hẹn, họ đều thực hiện đầy đủ. Hia chia sẻ. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua liều mạng dọa knockout Dan welder với thời gian khó tin. Anthony Joshua tiết lộ anh đang hướng đến một chiến thắng knockout trong 6 hiệp đầu tiên trước Dan Wilder khi họ chạm trán nhau ở trận đấu tranh đai vô địch vào năm 2020. Hai nhà vô địch boxing đang nắm giữ cả 4 danh hiệu lớn trong tay. Joshua đang có đai WBA Super, IBF và WBO sau chiến thắng trước Andy Ruiz. Trong khi đó, Wilder bảo vệ thành công đai WBC trước Luis Ortiz và có chiến thắng knockout sau 7 hiệp. Joshua đã tạo ra một kỹ năng bước lùi thành thạo trên sàn đấu và đánh bại Ruiz bằng tính điểm ở Ả Rập Xê Út. Tuy vậy, anh nhấn mạnh sẽ thể hiện một phong cách thiên về tấn công hơn để tìm ra khoảng cách thuận lợi để chống lại những cú đấm bằng tay phải hủy diệt của Welder. Sau chiến thắng của Welder trước Ortiz, Joshua đã phát biểu trên Skyport, anh ta sẽ không trụ được đến hiệp thứ 7, tôi sẽ lên đài và đánh gốc anh ta. Đó là trận đấu của những nhà vô địch hạng nặng. Đó là một trận đấu nghiêm túc và tôi không đến để đấu sức với Welder trong 12 hiệp, một phần cũng vì nắm đấm của anh ta rất mạnh. Tôi sẽ đến và hạ Welder, anh ta sẽ không thể thoải mái trên sàn đấu khi đối mặt với tôi. Welder đã nhận được danh hiệu oanh tạc cơ trong năm 2019 khi hủy diệt Dominic Blazer ngay trong hiệp 1 vào đầu năm. Mặc dù vậy, Joshua khẳng định sẽ vô hiệu hóa võ sĩ hạng nặng người Mỹ. Khi được hỏi về mối nguy hiểm mang tên Welder, Joshua trả lời: "Không, không có gì đáng sợ cả." chắc chắn sẽ có một vài đòn thế, một vài cú đấm cực mạnh và một vài cú đấm nhanh đau như châm. Thêm cả những cú gây knock out nếu dính phải. Welder sở hữu sức mạnh đó, nhưng chỉ cần loại bỏ nó và thích nghi rồi sẽ vượt qua. Tuy nhiên hiện tại trận đấu giữa hai nhà vô địch vẫn chưa thể diễn ra do trước mắt cả hai đều có những trận đấu khác. Dan Tai Welder sẽ tái đấu với Tyson Fury vào ngày 22 tháng 2 tại Las Vegas và Anthony Joshua cũng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận bảo vệ đai IBF trước đối thủ Kubat Pulev. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Huyền thoại Vladimir Kilisko cứu vớt sự nghiệp của Anthony Joshua, nhìn ra tài năng của Joshua từ Olympic 2012. Là người đặt dấu chấm hết cho triều đại của anh em nhà Kilisko, với chiến thắng bằng nốc ao kỹ thuật trước Kilisko M, Vladimir Kilisko ở trận thượng đài hôm 29 tháng 4 năm 2017, tranh đài hạng nặng WBA Super, IBO và bảo vệ đài IBF. Những tưởng Anthony Joshua là kẻ thù của huyền thoại đánh quyền người Ukraine, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Ở thời điểm cuối năm 2019, khi chuẩn bị bắt đầu cho một thập niên mới, Võ sĩ có biệt danh là Aji Cơ đã tiết lộ những bí mật mà không phải ai cũng thấu hiểu về mối quan hệ giữa anh và Kilis em. Hóa ra cũng như ông bầu cáo già Eddie Heer, kẻ đang làm khuynh đảo làng quyền anh chuyên nghiệp thế giới bằng những chiêu trò đầy toan tính của mình, thì em trai của chính trị gia nổi tiếng ở Ukraine, ông Vitaly Kilisko, có mối quan hệ rất thân tình với võ sĩ 30 tuổi người Anh. Không chỉ là người phát hiện ra tài năng của Anthony Joshua cơ từ rất sớm, Vladimir còn giữ một vai trò cực kỳ then chốt, giúp võ sĩ quê ở Watford có chiến thắng báo thù sau 12 hiệp đấu trước gã mập ú Ruiz trong trận thượng đài ở Ả Rập Xê Út hôm 7 tháng 12 năm 2019, qua đó cứu vãn được sự nghiệp tưởng chừng đang đi vào giai đoạn đường cùng của anh này. Hồi mùa hè năm 2012, thời điểm mà anh em nhà Kilisco vẫn đang thống trị tuyệt đối làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới, Vitaly giữ đai WBC, còn Vladimir giữ tất cả các đai còn lại là WBA, Super, IBF, WBO và IBO và The Ring. nhưng họ chưa bao giờ chạm mặt nhau để nhất thống giang hồ với câu nói kinh điển: "Anh em chúng tôi không đánh lẫn nhau." Khi đó Anthony Joshua mới chỉ là một gã võ sĩ quyền anh nghiệp dư và vừa giành được huy chương vàng hạng nhất ở kỳ Thế vận hội diễn ra ngay tại sân nhà. Với nhiều môn thể thao, huy chương vàng Olympic là thứ danh vị tối thượng nhưng với quyền anh hay quần vợt, đó chỉ là một nét tô điểm cho sự phong phú trong bảng thành tích của các võ sĩ. Đặc biệt trong quyền anh, không phải võ sĩ nào thắng huy chương vàng Olympic cũng có một tương lai rộng mở khi dám dấn thân vào làng đánh quyền chuyên nghiệp. Tuy vậy, Vladimir Kilisco đã sớm nhìn ra tài năng của đàn em Anthony Joshua. Vladimir kể lại, Chứng kiến Anthony giành huy chương vàng Olympic, tôi đã gọi điện cho Emmanuel Stewart, cố huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp kỳ cựu người Mỹ, sư phụ của Vladimir và hỏi rằng liệu ông ấy đã xem màn trình diễn của nhà vô địch Olympic mới hay là chưa? Chúng tôi đã cùng thảo luận về chuyện này và đưa ra một kết luận rằng cậu ấy là một thứ tài năng rất hứa hẹn. Tôi đã theo dõi rất kỹ Joshua sau đó vì cậu ấy gợi nhớ lại cho tôi chính bản thân của tôi. Năm 2014, khi đang tích cực chuẩn bị cho trận thượng đài với võ sĩ người Bulgari Kubat Pulev, anh đã thắng nóc ao Pulev ở hiệp 5 của trận tranh đai hôm 15 tháng 11 năm 2014. Vladimir đã nhớ đến Anthony Joshua và gọi điện cho đàn em, nhờ sách găng đến làm võ sĩ đấu tập cho anh. Trại tập luyện này đã trợ giúp rất nhiều Vladimir đánh bại được Pulev, nhưng nó cũng giúp ích cho Anthony Joshua. Võ sĩ đang sở hữu mọi đai vô địch hạng nặng trừ đai WBC của Dan Wilder cuồng nộ nhớ lại. Sau đó những lời khuyên của anh ấy cũng đã hỗ trợ cho bản thân của tôi anh ấy thường nói kiểu như, "Anthony, tại sao cậu lại chú ý đến chuyện chạy quá nhiều, tập luyện những bài tập buồn tẻ theo quy trình đơn lập như những cỗ máy, cậu cần có trạng thái tốt, nhưng cũng cần tập trung vào chính kỹ năng đánh quyền của mình." Đương nhiên những lời khuyên anh ấy đã ảnh hưởng đến tôi và tôi đã có những chuẩn bị cho các trận chiến sau này. Trở thành bạn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai có thể từ chối nhau. Ngày 29 tháng 4 năm 2017. Vladimir buộc phải thượng đài với người bạn, người đàn em của mình. Trước đó, anh đã thua Tyson Fury bằng điểm số sau 12 hiệp đấu của trận thượng đài vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Trận đấu giữa Vladimir và Anthony Joshua trở thành biểu tượng khi thế lực cổ xưa tranh hùng cùng tài năng trẻ. 80.000 vé đột nhập vào thánh địa Wembley được bán hết veo. Ban tổ chức phải in thêm 10.000 vé để phát hành, thỏa mãn cơn sốt của giới mộ điệu. Đến thời điểm này, đó vẫn là trận đánh quyền hot nhất lịch sử Anh Quốc, khi các nhà đài bán được 1,53 triệu lượt xem trực tiếp, phá tan cả kỷ lục trận đánh quyền thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Trận tái chiến mới đây giữa Anthony Joshua cơ bắp và gã mập ú Ruiz cũng chỉ bán được 1,28 triệu lượt xem. Tuy thua, nhưng Vladimir cũng không có bất cứ điều gì thù hằn với đàn em của mình. Vladimir thừa biết, thời của mình đã hết. Sau trận đấu lúc còn trên khán đài, chính Anthony Joshua cũng chủ động nắm tay quyền thủ người Ukraine dơ cao để vinh danh. Họ hẹn tái đấu, nhưng Vladimir quyết định giải nghệ, tuân theo tiếng gọi của thời cuộc. Anthony Joshua trở thành nhà vô địch gần như tuyệt đối. Nhưng rồi tham vọng bay qua bên kia đại dương, thành danh trên đất Mỹ theo đúng kế hoạch hào nhoáng của cáo già Eddie Hia, khiến Anthony Joshua suýt nữa hủy hoại sự nghiệp. Anh thua ao võ sĩ mập ú người Mexico Andy Ruiz và rơi vào trầm cảm. Cho dù hier, sau đó có mồm năm miệng 10 và nói thất bại là sự giải thoát cho Anthony Joshua, nhưng thực tế lại khác. Đúng lúc này Vladimir Kilisko lại xuất hiện, anh là một trong những người đầu tiên alo cho Joshua. Anh ấy gọi cho tôi và nói: "Xem này, đây là những gì mà cậu làm, tránh xa điện thoại ra, cả mạng xã hội nữa, chỉ tập trung vào chính bản thân mình." Kilisko tôn trọng cả đội của tôi và tôn trọng tôi trên khía cạnh của một con người. Đó là lý do anh ấy mở rộng bàn tay và gọi điện cho tôi. Cũng vì điều đó tôi tôn trọng anh ấy. Anh ấy vốn không hề nói những lời vô nghĩa ở trên mạng. Không chỉ kéo Anthony Joshua gượng dậy, Vladimir còn chỉ ra đường để Anthony Joshua đánh bại một võ sĩ có tinh thần chiến đấu cực cao như Ruiz nhưng lại có cân nặng hơi thừa. Đó là sử dụng vũ khí về thể chất, di chuyển thật nhiều. Điều mà Anthony Joshua đã không nhận ra trong trận đấu đầu tiên và bị đấm gục ở hiệp 7 một cách đau đớn. Cách chiến đấu này đầy toan tính tuân theo chiến thuật, sau này bị phía Ruiz miêu tả, thi đấu bằng cách bỏ chạy. Nhưng lại là thứ vũ khí từng khiến cho Vladimir thành danh dưới sự chỉ dạy của sư phụ Edwards năm nào. Đánh bại gã mập ú trong trận tái chiến, Anthony Joshua không quên ân vị cứu tinh, bạn thân và cũng là đàn anh của mình. Joshua nói, đây là chiến thắng quan trọng thứ hai trong sự nghiệp của tôi. Đầu tiên chính là chiến thắng trước anh ấy. Điều này có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Quả thật nhờ có anh ấy mà tôi thắng được trận phục thù trước Ruiz. Tôi muốn ghi lại rằng Vladimir Kilisko đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy cho tôi những lời khuyên giá trị. Tôi học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Chiến đấu với anh ấy là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.